kính thưa quý vị và các bạn người ta thường nói phụ nữ là phái yếu cho nên cần được chở che bảo vệ điều đó không sai nhưng chưa đủ bởi phụ nữ còn để yêu thương và trân trọng nữa tuy nhiên trong thực tế không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được che chở bảo vệ yêu thương khi gặp nghịch cảnh hay áp bức thì khả năng tự vệ và ý chí kiên cường của chị em cũng không thua gì nam giới nhưng kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện truyền thanh bản lĩnh phái đẹp của tác giả Hoàng Kim như một lời khẳng định về giá trị cốt lõi của người phụ nữ Việt Nam qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Thanh Thúy trong gia Kim Hồng, Hữu Phúc trong gia ông Tám, cha của Hồng, Kim Liên gia bà Tám, mẹ của Hồng, Tường Duy trong gia Lực, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn nghe kim hồng cho hay là trưa nay chị trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình ông bà tám nôn nao chờ xem trong lúc đợi tới giờ phát sóng chương trình hai ông bà trò chuyện với nhau ông nè không biết ở đài người ta hỏi con hồng chuyện gì chứ hỏi chuyện mấy năm về trước á tôi e nó khóc quá ông trước khi thực hiện người ta cũng dặn dò chứ chả lẽ phỏng vấn mà nó bù lô bù loa sao được mà nghĩ cũng thương con mình quá à. Hôn nhân chảy đổ trong lúc nó đang bệnh hoạn. Tiền bạc lại không có. Tôi với bà thì cũng nghèo. Nó cũng cố gắng làm ăn. Nhưng gặp phải thằng chồng cờ bạc. Dù có núi tiền cũng hết. Nhờ trời thương mà bệnh của nó cũng mau khỏi. Thấy nó giỏi giang. Dù lỡ một lần đò, thằng Bình cũng hỏi cưới. Ai dè nó lại khổ thêm lần nữa. Thằng này không cờ bạc mà gai gú tầm lâm, con hồng đành phải lỡ duyên thêm lần nữa. Ôi thôi, cái số nó lận đận bà ơi. Vậy mà ba năm sau nó trở thành giám đốc, gặp tôi chắc chịu thua, chứ có biết làm sao trong hoàn cảnh như vậy. Thời của tôi với bà nó khác, còn bây giờ có cơ hội á là tụi nó tìm cách dương lên, dễ gì cam chịu bà ơi. Vậy mà nó không có hề than gian một tiếng nghe ông thấy tôi buồn rầu vì hoàn cảnh của nó, nó còn an ủi ngược lại nữa chứ. Nó nói má đừng có lo, con còn trẻ, con tự đứng lên được mà. Con còn hai đứa nhỏ nên phải phấn đấu để lo tương lai cho chúng nữa má ơi. Tôi biết tánh của nó, từ nhỏ đã không có mít ước hay dòi dính như con người ta. Thích thư vậy thì ráng làm cho được. Ông bà xưa thường nói á, con gái mà mạnh mẽ, gan dạ lớn lên hay gặp chuyện khó chuyện khổ lắm vậy mà đúng thiệt hay không nhưng nhờ có cá tính mạnh mẽ những bất trắc khó khăn gặp phải nó mới tự giải quyết được chứ bà ông coi coi tới giờ chưa nghe để hút là tiếc lắm mà <laughs> dễ gì bà đó sắp bắt đầu rồi kìa kìa bà chú ý coi nghe bà kính chào quý khán giả như chúng tôi đã giới thiệu chương trình hôm nay khách mời của chúng tôi là chị lê kim hồng Giám đốc công ty giao hàng nhanh Hồng 4.0. Dạ, kính chào quý khán giả. Dạ, thưa chị, à trước khi chị chọn công việc này, chị đã làm công việc gì? Tôi à, mua hàng nông sản của bà con á, rồi à, đi giao lại cho tiểu thương ở các chợ. Vì sao chị lại đổi nghề? Có phải thu nhập thấp hay còn lý do khác? Khi à, tiếp xúc với nhiều bà con ở nông thôn, tôi thấy nhu cầu của mọi người ngày càng hướng tới à, sự tiện lợi, nhanh chóng, cho nên họ muốn được phục vụ tận nơi những mặt hàng họ cần. Từ đó tôi nảy ra ý định làm công việc mới này. Tôi được biết mấy năm về trước thì chị gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chị có thể chia sẻ với bạn xem đài không? Dạ được chứ. Đúng như anh nói, á, tôi đã hai lần đổ dở hôn nhân. Một mình nuôi hai đứa con trong khi sức khỏe tôi rất kém. Nhưng nghĩ mình còn làm được thì hãy phấn đấu. Động lực lớn nhất là hai đứa con tôi rất ngoan. Trong lúc khó khăn, thậm chí bế tắc, có khi nào chị muốn buông xuôi không? Có chứ anh khi người chồng thứ nhất á, do cờ bạc gây nợ rồi bỏ trốn. Tôi vừa mặc cảm, vừa chớ giới vì số nợ quá lớn. Nhưng đến cuộc hôn nhân thứ hai, họ phản bội tôi, gây tổn thương trầm trọng về mặt tinh thần. Lúc này tôi nghĩ quẩn, muốn quyên sinh. Rồi chị vượt qua tổn thương đó bằng cách nào? Tôi nghĩ đến con tôi, chúng vô tội. Rồi nghĩ đến cha mẹ tôi già yếu mà tôi chưa phụng dưỡng chu toàn. Sao tôi phải chết vì những kẻ không ra gì chứ? tôi quyết tâm mình phải sống và sống thật tốt tôi nghĩ khi chị tìm được lối thoát tích cực tức là chị sẽ bớt đau khổ đúng vậy tôi cũng chia sẻ với những chị em có hoàn cảnh như tôi đau khổ thở than hay tự tử không giải quyết được gì mà còn ảnh hưởng đến người thân của mình chi bằng hãy tìm con đường tìm giải pháp để đi trên con đường đó bằng chính đôi chân của mình xin hoan nghênh và cảm ơn chị vì câu nói này chị cũng biết đó trên mạng xã hội cũng như quanh ta có lắm người khi gặp khó thì muốn buông xuôi hoặc cứ luôn cậy nhờ. Điều đó dễ làm bọn xấu để sinh mua đồ lợi dụng. Thường là cái kết rất đáng chị à. Trong lúc khốn khó cũng cần sự giúp đỡ, nhưng không thể dựa dẫm người khác mãi. Mà hãy xem sự giúp đỡ ấy là động lực để mình dương lên. Tôi cũng đã từng như vậy á. Tôi thấy thường các chị có vốn, có kinh nghiệm kinh doanh, hay chọn cách mở cửa hàng, hay là đầu tư bất động sản. Sao chị lại chọn nghề giao hàng nhanh, trong khi nghề này đa số là nam giới? Trước hết, tôi nhìn thấy nhu cầu của xã hội và dòng chảy của thị trường. Hàng hóa bây giờ nhiều vô số kể. Người mua cũng thoải mái lựa chọn, nhưng công nghệ cho phép người ta hưởng thụ việc mua sắm. Mua hàng online là một xu thế, vì vậy tôi đáp ứng nhu cầu đó. Qua thời gian trải nghiệm với công việc này, điều gì làm cho chị khẳng định mình đã đi đúng hướng? Như tôi vừa nói, nhu cầu xã hội là muốn được phục vụ nhiều nhất nên tôi đáp ứng. Tôi cho rằng tôi đã đi đúng hướng lợi nhuận từ công việc này có khả quan hơn việc mua bán ngày trước của chị không ạ à? tất nhiên là khả quan hơn nếu không muốn nói là kinh doanh rất thành công ngoài lợi nhuận chị còn cảm nhận được điều gì ở dịch vụ này thưa chị tôi thấy tôi đã đem lại niềm vui cho rất nhiều chị em phụ nữ những người có hoàn cảnh khó khăn không đất đai tài sản thì tôi mời họ tham gia làm shipper và ban đầu giúp họ phương tiện nè anh biết không tôi đã chấp cho họ đôi cánh thật sự đó <laughs> Vậy là cộng sự của chị cũng là phụ nữ Đúng đó anh Sắp tới nếu mở rộng địa bàn giao hàng á, Tôi có thể thu thêm nam giới Chọn những anh em chịu khó Có đạo đức để giữ uy tín cho thương hiệu Hồng 4.0 đó nhà báo Các con của chị nói sao về công việc của chị đang làm Trong khi hầu hết shipper của các đơn vị khác là nam giới Các con của tôi thì rất đồng tình Nhìn các gì các cô giao hàng có thu nhập ổn định và hay chia sẻ niềm vui với tôi hai đứa con tôi cũng vui lắm chúng tôi được biết chị còn dành một khoản tài chính để phụ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương mà mình không muốn công bố danh tính vì sao vậy chị trước nhất là tôi ưu tiên cho phụ nữ nghèo đau bệnh kéo dài để chị em giảm bớt khó khăn còn việc giấu tên là bởi trong số đó có bạn bè người quen của tôi trước kia họ khá giả cũng coi thường tôi nên tôi sợ chị em đó mặc cảm Mặt cảm cũng là rào cản trên bước đường vượt khó của mình, phải không chị? Đúng vậy, nếu ngày trước tôi mặc cảm, tự ti vì gia cảnh của mình, cứ âu sầu than thở thì ngày nay tôi vẫn chìm trong nghèo khó bế tắc, đâu có ai muốn mình bất hạnh, chẳng mai lâm vô hoàn cảnh đó thì phải tìm cách thoát ra chứ anh. Chị quá bản lĩnh, tôi thật sự nể chị, vậy tôi nghĩ những người đang xem chương trình cũng có cảm nghĩ như tôi. Chị là người phụ nữ tiêu biểu cho bản lĩnh phái đẹp chứ không phải là phải yếu nghe. Tôi nghĩ con sống là con trách nhiệm. Mỗi ngày đi qua, mình nợ nhiều lắm nhà báo à. Nợ từ thiên nhiên như không khí, nước, ánh sáng. Nợ công sức lao động của muôn người cho mình cái ăn, cái mặt, rồi đi lại học hành chữa bệnh. Còn nhiều thứ lắm, cho nên phải sống cho xứng đáng chứ. Càng nói chuyện tôi càng thấy thú vị với một người đầy năng lượng tích cực như chị. Rất tiếc là thời lượng của chương trình có hạn. Xin được chúc chị thật nhiều sức khỏe thành đạt hơn nữa trong công việc của mình và truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh. Chị Kim Hồng nha. Dạ, xin cảm ơn nhà báo đã cho tôi cơ hội để chia sẻ những suy nghĩ của mình với khán giả, với bạn bè của tôi. Kính thưa quý vị, chương trình Những Tấm Gương Điển Hình đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại. Tràng ơi, con mình, nó nói năng lưu lót quá hén bà. Tôi cứ sợ nhắc lại chuyện cũ, nó sẽ khóc. Không ngờ à, con nhỏ bình tĩnh hết sức. Ờ, uh, mai á, bà biểu nó chạy qua bà nấu cái gì ngon ngon coi như ăn mừng đi bà được rồi chuyện đó để tôi lo hôm sau hồng về nhà mẹ mâm cơm đã được bày sẵn với những món đồng quê mà hồng thích thứ ba con mới qua ủa <laughs> còn hai đứa nhỏ đâu con đi mình vậy bữa nay ngày thứ mà ba ừ ba quên tụi nhỏ đi học Ờ, à, bà ơi, con hồng nó qua rồi đây nè. Tôi ra liền, tôi làm món ốc lát xào xá ớt sau cùng cho nó còn nóng. Đây, cha con ông thử đi. Thơm quá má ơi. Má còn làm món con thích để chúc mừng con được lên truyền hình hôm qua đó. <laughs> bà má thấy, thấy được không? Nào giờ con ngại tiếp xúc với báo chí lắm. Việc tốt thì nên chia sẻ chứ con. Không phải ba khen vì con là con gái của ba, chứ ba tự hào lắm. Khi con đã vượt lên bất hạnh, làm lại cuộc đời một cách mạnh mẽ kiên quyết như vậy. Má nói thiệt nha, nếu má rơi vào hoàn cảnh như con, á, má không có đủ can đảm đứng lên, đừng nói chi đến chuyện giúp đỡ người khác. Tôi đã nói rồi, ngày xưa do quan niệm phụ nữ là phải yếu, phải phụ thuộc đàn ông. Còn bây giờ đó ha, phụ nữ bản lĩnh thông minh quyết đoán không hiếm đâu bà Hả? con cảm ơn ba đã động viên đôi lúc con tưởng chừng ngã quỵ đó ba nhưng con suy nghĩ không cho phép mình buông xuôi rồi bị dùi dập nữa vậy là con mạnh mẽ lên làm lại từ con số không bà nghe cậu phóng viên gì đó có nói chị rất bản lĩnh chị đã truyền cảm hứng cho mọi người làm ba cũng tự hào hết sức vậy đó con chưa bằng hạt cát trong sa mạc những người phụ nữ tài năng đâu ba ơi. Tất cả những thành công được mọi người biết đến á phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt của chị em chứ không phải tự nhiên mà có được. Bà cũng cảm ơn xã hội mình đang sống, luôn trân trọng những điều tốt đẹp để lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Con cũng hấp thụ những tư tưởng tiến bộ cho nên mới có được ngày hôm nay đó ba. Thôi 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 cha con cầm đũa đi để đồ ăn nó lạnh ngắt hết trơn rồi mất ngon. Dạ, con mời ba, mời má. Con xin cảm ơn những món ngon này của má. Đã cho con một bữa cơm đầm ấm gia đình mà lâu rồi vì cuộc sống tất bật con đã bỏ quên. Quý chị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh Bản lĩnh phái đẹp của tác giả Hoàng Kim mà quý chị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt